Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân lần thứ hai với chủ đề Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế, với sự tham dự của đại diện một số bộ ngành, cơ quan trung ương, các chuyên gia kinh tế và hơn 200 doanh nghiệp tư nhân. Trong giai đoạn 2016-2021, kinh tế tư nhân chiếm gần 46% GDP và khoảng 98% trong số 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đặc biệt, kinh tế tư nhân đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và chiếm khoảng 35% tổng kim ngạch nhập khẩu, 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cùng với công nghệ số, đi cùng với đó là dịch bệnh đã và đang diễn biến phức tạp khó lường. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ cho hoạt động kinh tế tư nhân nói riêng và kinh tế nhà nước nói chung. Do đó, cần có những hỗ trợ đặc thù cho khối này. Cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi trong tương lai là phải chuyển đổi thành công sang chuyển đổi số để đảm bảo chúng tôi cạnh tranh được. Thứ hai là đảm bảo cái tiêu chuẩn một doanh nghiệp xanh, sản phẩm xanh vào thị trường EU. Như vậy thì chúng tôi chuyển đổi như thế thì rất cần đến cái lượng vốn. Vì đầu tư vào công nghệ cao nó quan trọng là cái nguồn vốn. Đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cần có một các chính sách đặc thù để hỗ trợ cho họ tiếp cận được. Và về phía doanh nghiệp tư nhân thì cũng phải chủ động và nâng cao được các cái năng lực, thứ nhất là cái năng lực tuân thủ, thứ hai là cũng mạnh dạn đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, và thứ ba là cũng có một cái chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc đào tạo tay nghề cho người lao động. Tại diễn đàn, các đại biểu cũng kiến nghị cần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bao trùm, chú trọng kiến tạo để các thị trường phát triển hài hòa, thông suốt, lành mạnh và bền vững, hoàn thiện thể chế, cải thiện thực chất mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như có cơ chế chính sách và cách làm phù hợp để khuyến khích hộ kinh doanh nâng cấp thành doanh nghiệp siêu nhỏ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh và quản trị rủi ro, đồng thời chủ động hợp tác, liên kết, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và khu vực.